Hi, xin chào mọi người quay lại với Surface Pro Channel. Như các bạn cũng thấy là trên tay Moon đang cầm con Surface Duo, một sản phẩm gây nhiều tranh cãi nhất của Microsoft tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà vì sao Moon lại nói về con máy này ngày hôm nay là vì giá của nó được giảm đi một nửa so với thời kỳ mới ra mắt. Vậy thì các bạn hãy cùng Moon đi tìm hiểu có nên mua Surface Duo vào năm 2022 này không nha. Let's go! Phải nói là ấn tượng đầu tiên mà Surface Duo mang lại cho mình là khá đặc biệt vì con máy này không giống với bất kỳ sản phẩm nào khác trên thị trường. Cụ thể thì Duo gồm hai màn hình 5,6 inch có độ dày xấp xỉ là 0.48cm. Các con máy hơi bo cong, mặt lưng được hoàn thiện từ kính Gorilla Glass bóng bẩy với điểm nhấn chính là logo Microsoft mạ Chrome. Tuy nhiên thì ấn tượng đó ngay lập tức tan biến khi mà Moon mở máy bởi vì con máy này có phần viền màn hình khá là lớn cũng như phần bản lề làm bằng thép không gỉ làm giảm cảm giác cao cấp của thiết bị. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao Surface Duo mất điểm khi chúng ta đem so sánh với các dòng smartphone khác. Dù vậy, phải nói một cách công bằng rằng trong quá trình sử dụng trên thực tế, phần bản lề 360 độ của Duo luôn hoạt động cực kỳ tốt, vừa đảm bảo sự linh hoạt khi đóng mở, vừa đủ cứng cáp để hoạt động ở chế độ 10, đồng thời cũng bền bỉ và không giới hạn số lần mở. Nói chi tiết hơn về ngoại hình thì Surface Duo có trọng lượng là 250g và kích thước khi mở máy lần lượt là 14.52, 18.69, 0.48cm và 14.52, 9.33 và 0.99cm khi chúng ta đóng máy. Thiết bị này khá mảnh mai, tuy nhiên đổi lại là Duo không được trang bị NFC cũng như không có thanh thông báo Glance Bar như phiên bản mới nhất. Về hệ thống nút vật lý thì Surface Duo sở hữu nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng, đầu đọc dấu vân tay, khe SIM và cổng sạc USB-C. Tuy nhiên không biết vì một lý do nào đó mà cổng USB-C đã được đặt lệch về phía bên trái thay vì nằm ở vị trí trung tâm như thông thường. Do đó với rất nhiều người dùng có yêu cầu khắt khe về sự cân đối, cách bố trí này có lẽ sẽ không thật sự phù hợp. Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của Surface Duo so với các dòng smartphone khác đó chính là phần màn hình. Về cơ bản thì Surface Duo là sản phẩm kết hợp giữa hai màn hình 5.6 inch. Khi gặp Surface Duo có màn hình AMOLED 5.6 inch, độ phân giải là 1800x1350. Tỷ lệ khung hình 43 và mật độ điểm ảnh là 401 ppi. Khi mở thì Duo có kích thước tổng thể là 8.1 inch, độ phân giải 2700x1800, tỷ lệ khung hình 32 và điểm ảnh là 401 ppi. Đã có không ít những bình luận trái chiều về việc Microsoft sử dụng hai màn hình 5.6 inch AMOLED cho Surface Duo thay vì là một màn hình có thể bẻ cong như là ZFold. Tuy nhiên thì cách tiếp cận cái cụm từ màn hình kép của Microsoft hoàn toàn khác biệt với Samsung hay là các ông lớn khác trong ngành. Cụ thể thì bên cạnh những lợi ích rõ ràng về độ bền và chi phí, thiết kế màn hình kép của Surface Duo còn phù hợp cho làm việc đa nhiệm, chuyển đổi qua lại và tương tác với bút trên cả hai màn hình. Hay nói cách khác thì Microsoft muốn người dùng hình dung Duo là hai cửa sổ riêng biệt để chạy cùng lúc hai ứng dụng độc lập. Cũng với định nghĩa đó thì khoảng trống giữa hai màn hình có lớn hay không cũng không thành vấn đề vì vốn dĩ hãng không khuyến khích người sử dụng cùng một ứng dụng trên hai phần màn hình. Tuy nhiên thì việc Microsoft khăng khăng với tỷ lệ khung hình 43 là rất khó để bênh vực vì nhiều lý do. Thứ nhất thì Surface Duo chạy hệ điều hành Android, trong khi có rất ít ứng dụng Android được tối ưu cho khung hình 43. Thứ hai, khung hình 43 cũng không phù hợp để giải trí đa phương tiện, nó khiến phần viền đen xung quanh video lộ ra đáng kể và làm giảm cảm giác hấp dẫn. Bù lại thì xét đến khả năng hiển thị và độ đồng màu của hai phần màn hình thì Microsoft đã làm rất là tốt. Trong nhiều bài test thì Surface Duo đạt độ sáng là 458 nits ở màn hình trái và 461 nits ở màn hình phải. Về độ chuẩn màu, màn hình trái và phải có sRGB là 133.9% và 132%. Điểm Delta E cũng xuất sắc không kém, lần lượt là 0.26 và 0.28. Điều đáng khen là Surface Duo tương thích với mọi phiên bản bút Surface, bao gồm cả Surface Band, Surface Slim Band hay là Surface Slim Band 2. Tuy nhiên thì bút không bao gồm trong hộp, vì vậy nếu các bạn muốn dùng thì các bạn phải mua riêng. Tiếp theo thì mọi người hãy cùng mua để tìm hiểu về hệ thống camera của em smartphone màn hình kép này nhé. Surface Duo chỉ có một camera 11 megapixel nằm ở mặt trước của màn hình bên phải. Cảm ứng này vừa hoạt động như là camera selfie, vừa kiêm nhiệm vụ camera sau, tùy theo người dùng gặp hoặc là mở máy. Tuy nhiên để so sánh với các smartphone một màn hình cùng thời như là iPhone 11 series có camera sau 2 hoặc 3 ống kính, Surface Duo vốn không phải là đối thủ. Dù vậy, con máy này vẫn hỗ trợ nhiều tính năng chụp và quay chất lượng như là chế độ HDR, chụp đêm, zoom 7x, chụp chân dung, panorama, chụp liên tục quay video 4K hoặc là tham gia team với độ phân giải 1080 và 30 khung hình trên giây. Nói về hiệu năng thì Surface Duo xuất xưởng với chip Snapdragon 855 và 6GB RAM đủ mạnh để chạy mọi tác vụ hàng ngày cũng như là mở các ứng dụng nhanh mượt. Tuy nhiên thì con máy này không đủ sức cạnh tranh với các dòng smartphone cao cấp mới ra mắt trên thị trường. Điểm chuẩn hiệu năng của Surface Duo vẫn ở mức chấp nhận được cho đến thời điểm hiện tại, đã 2815 điểm đa lõi và 737 điểm đơn lõi trong Geekbench 5.
Việc Microsoft bỏ qua bộ xử lý 865 và 865 cộng được yêu thích hơn vào thời điểm Surface Duo được cho lên kệ cũng đã khiến cho chiếc smartphone này bị khuyết đi kết nối 5G. Đó cũng là lý do mà tại sự kiện ra mắt Surface Duo 2, Microsoft đã liên tục nhấn mạnh về ba nâng cấp quan trọng gồm kết nối 5G, NFC và cụm camera. Vì cha đẻ của Surface Duo là Microsoft, nên ngoài việc được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 10, con máy này còn được tích hợp rất nhiều ứng dụng hữu ích khác, rất thích hợp cho những ai đang cần một chiếc smartphone chuyên dành cho công việc. Các ứng dụng của Microsoft gồm có Outlook, Teams, OneDrive, Edge, OneNote, To-Do v.v. Các ứng dụng không phải của Microsoft gồm Google Search, Google Assistant, Google Calendar, Google Drive và tất nhiên bạn vẫn có thể thoải mái tải xuống các ứng dụng yêu thích từ cửa hàng ứng dụng Google Play Store. Một điều thú vị khác là nếu bạn lật thiết bị sang ngang khi sử dụng các ứng dụng nhắn tin hoặc là ứng dụng cần soạn thảo văn bản, bàn phím ảo sẽ tự động bật lên và lấp đầy màn hình bên dưới. Thậm chí là Surface Duo còn hỗ trợ điều khiển cảm ứng trên Xbox Game Pass. Tuy nhiên, những vấn đề được cho là muôn thuở của dòng Duo chủ yếu xuất phát từ phần mềm, ví dụ như là thiết bị không phản hồi ngay lập tức trong nhiều tình huống hay là những vấn đề xoay quanh bàn phím Switch Key. Nhiều phản ánh cũng cho thấy là Duo thường dính lỗi không khóa mà tự động đi vào chế độ ngủ khi gặp máy. Hoặc tệ hơn là Duo không có nút xoay camera hoặc phím tắt để chuyển giữa camera trước và sau như thông thường. Bàn về thời lượng pin thì Surface Duo được trang bị pin 3577 mAh, khá là ấn tượng so với độ mỏng của thân máy. Tuy nhiên thời vẫn khá chênh lệch so với các dòng smartphone cùng thời. Thời gian pin tuyên bố của hãng là 15.5 giờ phát lại video ngoại tuyến, thời gian chờ lên đến 10 ngày và thời gian thoại tối đa là 27 giờ. Trong quá trình sử dụng trên thực tế, khi lướt web với LTE ở độ sáng là 150 nits, Surface Duo hoạt động liên tục trong 9 giờ 27 phút ở chế độ 1 màn hình và giảm xuống còn 7 giờ 7 phút ở chế độ 2 màn hình. Để đánh giá đây là mức pin không thực sự ấn tượng như là hãng thông báo nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Cuối cùng thì chúng ta hãy nói về giá bán của thiết bị gây tranh cãi nhà Microsoft này nhé. Surface Duo từng được Microsoft niêm yết với giá là 1.399 đô cho phiên bản 128GB và tăng thêm 100 đô cho phiên bản 256GB. Sau nhiều lần điều chỉnh giá và sau khi Surface Duo 2 ra mắt, thì con máy này hiện được bán với giá tại hãng là 699 đô và 749 đô cho hai cấu hình, tương đương với khoảng hơn 16 triệu Việt Nam. Ok, quay lại câu hỏi từ đầu là có nên mua Surface Duo vào năm 2022 này. Như các bạn cũng thấy là Surface Duo rất thích hợp cho những ai làm việc và di chuyển cùng lúc, vì con máy này không những là một chiếc smartphone mà cũng giống như một chiếc laptop thu nhỏ vậy. Đồng thời giá em máy này được giảm đi một nửa cũng giúp cho nó dễ tiếp cận với người dùng hơn. Tuy nhiên thì theo ý kiến cá nhân của mình thì Surface Duo xài không được thích lắm. Và nếu các bạn thật sự thích các sản phẩm của Microsoft thì nên xem xét đến phiên bản kế nhiệm Surface Duo 2. Ok, video đây đã kết thúc và như thường lệ các bạn đừng quên nhấn like cũng như là theo dõi kênh để xem các video review khác nữa nha. Bye bye!